Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ Maurice Leroy. Đây là một nhãn hiệu đồng hồ khá nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đây là nhân vật chính của chúng ta và mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem về chiếc đồng hồ này trước khi tiến hành review. Như các bạn đã quan sát thấy thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ được thiết kế theo phong cách thanh lịch dress watch, rất đơn giản, 3 kim một lịch. Và đây là một chiếc đồng hồ nó được làm từ vàng đúc 18K, khá là đắt tiền. Về mặt là kích thước của chiếc đồng hồ thì nó sẽ rơi vào tầm 38,5mm, là một kích thước nó rất là dễ đeo trên cổ tay của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Kèm theo đó là bộ tay càng của chiếc đồng hồ nó khá là ngắn, cho nên là các bạn cũng yên tâm là khó không bị vượt qua khỏi cổ tay của những anh em nào có cổ tay trung bình và bé. Ở phần mặt trước của chiếc đồng hồ này nó sẽ được bảo vệ bởi một lớp kính sapphire trong suốt, có trắng phủ một lớp chống phản xạ ánh sáng. Tuy nhiên là cái lớp trắng phủ này thì nó không được dày cho lắm, nên các bạn sẽ thấy là khi chúng ta nghiêng qua dưới ánh đèn nó sẽ chỉ có một chút ánh xanh nó hắt lên mà thôi. Đi vào phần mặt số của chiếc đồng hồ thì đây là một chiếc đồng hồ có mặt số được thiết kế đơn giản thanh lịch và nó được chia làm 3 lòng. Ở phần ngoài rìa bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những phần chia vạch phút ở bên ngoài, bao gồm từ 60, 5, 10, 15, tổng cả là 60 phút. Ở vòng thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái phần nó đánh phay xước theo vòng tròn có màu trắng bạc. Ở đây thì cái vòng này nó sẽ chứa tất cả các chỉ số La Mã từ 1 đến 12, trông nó khá là dễ nhìn và phối trí đều xung quanh mặt số. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ lòng có màu trắng và nó được trải phay xước từ trên xuống dưới. Ở vị trí 12 giờ chúng ta có logo chữ M của hãng đồng hồ Maurice Leroy. Ở phần trung tâm, các bạn thấy chúng ta có một bộ 3 kim đơn giản, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Nếu để ý kỹ thì các bạn thấy là bộ kim giờ và kim phút nó sẽ được thiết kế theo dạng kim mắt ngỗng Wiget. Cái bộ kim này thì nó sẽ làm dạng bộ kim nung xanh ra nhiệt, khi mà chúng ta nhìn vào chính diện thì nó sẽ có màu đen. Còn khi các bạn nghiêng qua nghiêng lại một chút thì các bạn thấy được là nó sẽ có một chút ánh sáng xanh ra trời, nó hắt lên. Đây là một cái phong cách thiết kế kim nó rất đặc trưng của hãng đồng hồ Wiget. Và hãng Maurice Leroy họ đã áp dụng cái bộ kim này lên cái chiếc đồng hồ của họ. Đây là một cái dòng kim mà chúng ta thường thấy như trên những chiếc đồng hồ thanh lịch và nó tạo ra chúng ta một cái nét nó rất là sang trọng khi mà đeo lên cổ tay. Cái phần kim dây thì nó sẽ được thiết kế hơi dài ra một chút và có màu vàng, khác biệt với bộ kim giờ và kim phút. Rất tiếc là trên bộ kim này thì người ta lại không có dạ quang cho phép các bạn có thể quan sát giờ được trong đêm tối. Ở ngay góc này chúng ta có dòng chữ Automatic. Đây là một cái chiếc đồng hồ nó chạy một cỗ máy ETA 2892A2 tự động lên dây cót, thường thấy trên những chiếc đồng hồ thuộc của Thụy Sĩ. Và tại góc 6 giờ đây, các bạn có thêm một ô lịch ngày. Trên mốc 6 giờ chúng ta có dòng chữ Swissmet. Thì về cơ bản, phần mặt số của chiếc đồng hồ nó được thiết kế cực kỳ là thanh lịch và dễ xem giờ. Nó cơ bản về mặt tính năng chỉ bao gồm giờ, phút, giây và thêm một ô lịch ngày ở góc 6 giờ. Chúng ta cũng không có thêm bất cứ một tính năng nào khác. Đi sang phần thân vỏ thì đây là một chiếc đồng hồ được làm từ vàng đúc 18K nguyên khối và các bạn thấy là nó là một cái bộ thân vỏ nó khá là mỏng các bạn nhé. Mặc dù là đây là một chiếc đồng hồ tự động lên dây cót nhưng nó khá là mỏng. Ở đây thì cái bộ thân vỏ nó sẽ được thiết kế khá là đẹp ở phần mặt trên. Các bạn để ý kỹ là phần niềng của chiếc đồng hồ sẽ được đánh vân Gloire de Paris. Cái dạng vân này thì chúng ta sẽ thường thấy trên những cái chiếc đồng hồ Patek Philippe Calatrava. Cái vân này thì khi chúng ta nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn nó sẽ tạo ra những góc bắt sáng khá là tốt. Phần tay càng của chiếc đồng hồ nó cũng khá là ngắn các bạn nhé. Phần tay càng này thì ngắn cho nên là chúng ta đeo lên cổ tay rất là dễ đeo, kể cả trên những người mà có cổ tay vừa và nhỏ thì đều có thể đeo được. Phần thân vỏ về cơ bản là được là đánh bóng các bạn nhé, bắt sáng là còn tương đối là tốt. Đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng một thời gian cho nên chúng ta sẽ có một vài cái vết xước lông mèo, tuy nhiên là về cơ bản nó vẫn đang còn rất là mới. Các bạn thấy là khi mình nghiêng qua các bạn chiêm ngưỡng được độ mỏng khá là tuyệt vời của chiếc đồng hồ. Lật ra nắp đáy phía sau thì chúng ta có một cái nắp đáy được làm từ vàng đúc 18K kết hợp với kính sapphire trong suốt. Thông qua nắp đáy này thì các bạn có thể quan sát được cỗ máy tự động liên dây cót ETA 2892A2. Cái bộ máy này thì cũng là một dạng máy cơ bản của Thụy Sĩ, nó không quá là đắt tiền và nó vận hành cực kỳ ổn định. Các bạn thấy ở đây phần con văng lên cót có một chút trang trí về dạng vân sóng và có một chút cá nhân hóa, đó là dòng chữ Maurice Leroy 21 chân kính. Bộ máy này thì về phần trang trí nó cũng không quá là cầu kỳ. Ở
phần thân vỏ, nếu các bạn để ý kỹ, chúng ta có được là triện đầu chó, triện quốc gia dành cho các loại kim loại quý của Thụy Sĩ. Rồi chúng ta có triện cân tiểu ly dành cho các sản phẩm xuất khẩu. Đây tầng chữ 750 dành cho vàng 18K. Chiếc đồng hồ này đang còn nguyên cả cái tem đáy các bạn nhé. Cái tem đáy thì nó vẫn là còn, đây là một dạng đồng hồ qua dùng lướt thôi, chưa bóc tem đáy. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây đi kèm. Đây, cái bộ dây này thì là dạng dây handmade, không phải là dây nguyên bản đi theo chiếc đồng hồ. Đây là một dạng dây cũng rất là chất lượng, mềm mại và được làm từ da thật. Ở đây chúng ta có thêm một cái bộ khóa nguyên zin của chiếc đồng hồ. Đây, các bạn có thể thấy là bộ khóa này sẽ được uốn theo hình chữ M, cách điệu của hãng đồng hồ Maurice Lacroix. Cái khóa này thì nó lại không phải là khóa vàng đúc mà là khóa mạ vàng thôi các bạn nhé. Đây là một dạng khóa được mạ vàng PVD. Rất tiếc là không phải là khóa vàng đúc. Một cái chiếc đồng hồ nó rất là thanh lịch và phong cách thiết kế tuyệt vời. Mình sẽ thử đeo lên cổ tay cho các bạn xem. Đây, khi mà chúng ta đeo cổ tay thì nó sẽ trông như thế này. Khá là mỏng, rất là dễ đeo. Nói chung là chiếc đồng hồ nó dành cho những người yêu thích phong cách nhẹ nhàng và lịch lãm. Ở đây chúng ta có một cái bộ núm điều chỉnh giờ hình của tỏi, nó có hai nấc các bạn nhé. Chúng ta nút nấc đầu tiên ra thì nó sẽ là điều chỉnh lịch. Đó, các bạn xoay như thế này, chúng ta có thể điều chỉnh lịch được cho chiếc đồng hồ. Và khi các bạn rút nấc thứ hai ra thì ngay lập tức kim dây sẽ dừng lại. Đây là chức năng hacking. Và sau đó chúng ta có thể điều chỉnh giờ theo ý muốn. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem một lần nữa về chiếc đồng hồ. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.